Ngày 16 tháng 5 năm 2024, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ấn ký công văn số 151 trên Hội đồng Trị sự Văn phòng 1 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Thông báo được gửi đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố. Theo đó, trong những ngày vừa qua, trên mạng xã hội TikTok, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư đi bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là Sư Thích Minh Tuệ. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dường vật phẩm, thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Qua tìm hiểu xác minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội. Công văn cũng nêu rõ, người đàn ông này có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Yên Rai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú, tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của tăng ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong mấy ngày nay, ông Lê Anh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố có thông báo tới đông đảo Phật tử và nhân dân được biết để không ngộ nhận ông Lê Anh Tú là nhà sư, liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội, tạo làn sóng dư luận xúc phạm Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngay lúc này đội bóng quốc gia chào đón thầy Thích Minh Tuệ đi qua Hà Tĩnh cả nhà ơi. Quá tuyệt vời luôn. Đó, thầy Minh Tuệ cũng chờ. Đây, thầy là tới rồi cả nhà ơi. Thầy tới rồi. Thầy nở nụ cười quá vui luôn mọi người ơi. Đi theo thầy là biết sao là rất là nhiều cô chú anh chị Phật tử hoan hỷ, sống theo lời Phật dạy là tốt đẹp rồi. A Di Đà, A Di Đà Phật. Mọi người mà muốn đi bộ hành nhé thì đi xa xa ở sau, đi đừng có ảnh hưởng giao thông, đừng có gì, đừng có chen lấn, nó phức tạp. Nên là cái tốt đẹp nhất đó là con đi tới đây đang tập học, chưa có gì gặp nữa thì đã gặp rồi. Đấy rồi thôi, mọi người nên về công việc của mình nhé. Tốt đẹp, lỡ người những người già rồi người ấy chen lấn nhau rồi lại gây ra tai nạn. A Di Đà Phật. Tuy là không phải sư là thầy gì cả, con là người công dân Việt Nam đi tập học theo lời Phật dạy, tập học nhưng mà con cũng phát huy là cũng làm cho mọi người có cái niềm tin, con không có lừa đảo, con không gì, con là tu hành là để làm theo lời Phật dạy chứ con không phải là tu hành vì danh lợi gì cả, con cũng không có nhân tiền bạc gì của ai bất cứ bạc gì cả, con chỉ có thể xin ăn cơm vào buổi sớm đi một ngày một bữa như thế thôi, con cũng không hề chỉ để mình lợi dụng để tiền bạc gì cả, con cũng không có quyền quá như mà cháu có gì cả, con gặp ai hỏi cái gì con nói chứ con cũng không có tổ chức, không có tôn giáo gì, con chỉ ưa thích sống một mình thế thôi, bên đi ở ngoài á con chỉ làm học theo cái hành phần của chư Phật làm á, con tập theo con mà khi nào mà con thành chánh đẳng giác được thì con mới truyền giáo mới nói cho mọi người được, chứ bây giờ thì con đang tập học thì cũng có nói xin mọi người có cái thời gian đấy để cho mình tập học. Con bạch thầy là nếu mà biết thầy thì trước đây thầy đã có đi xuất gia ở đâu chứ? Dạ trước con có vào chùa tu hành nhưng mà không hợp đủ duyên nên mình được bỏ. Vâng, nhưng mà mình cũng làm giấy xuất gia rồi đúng không? Con cũng có làm giấy xuất gia rồi nhưng mà con xé giấy hết rồi, giờ con cũng không lấy xuất gia chùa nào nữa.
con sẽ bỏ hết giờ trong người, con không có giấy tờ gì cả. Rồi căn cước công dân chứng minh gì không có nữa. Nhưng mà trước thầy xuất ra rồi thì thầy đang thọ giới thì theo chưa? Con chưa thọ giới thì theo. Vậy sa di ạ? Sa di con cũng không thọ giới sa di luôn, xuất gia rồi khi đó tu hành theo cái tự mình thọ đại giới, tự mình giữ, tự mình tu hành. Không nếu mà xuất gia là cái đó phải theo chùa. Là con bây giờ không thuộc giáo hội, con không có thuộc tôn giáo, con không có xin về bên chính trị cái gì cả. Con chỉ biết là tập học theo Phật như thế thôi, ngày bữa như thế, nên con không liên quan gì đến mấy cái đấy. Anh thầy là thầy có thể nói rõ về cái hành